Rồi, bữa nay chúng ta quay trở lại một vùng đất đầy nắng và gió, đó là Bình Thuận. Đi từ miền Tây ra tới Bình Phước, Bình Phước tới Lâm Đồng, người ta bữa nay điểm dừng chân là Bình Thuận. Hôm nay cái vườn của anh Hải hả anh Hải? Đúng rồi, vườn anh Hải. Vườn anh Hải hiện tại là đang đi theo một cái quy trình hữu cơ, cũng vừa đầu anh cũng coi ở trên TikTok rồi coi YouTube rồi này nọ, rồi bây giờ anh tỉa cành, bây giờ ra đây thì mình cũng chia sẻ thêm thôi. Để cho mọi người phía sau vợ ảnh ra vợ dạ. Đấy người đẹp phía sau đấy, người đẹp tỉa cành đấy mọi người, vợ tỉa cành á. Thường thường là mấy bà vợ ra thấy mấy ông chồng tỉa cành sót gì lắm mà la làng. Thì vườn này đang đi theo một cái quy trình hữu cơ hoàn toàn. Tại mình nói cơ bản về kiến thiết chút xíu để cho chúng ta cảm thấy là bà con thấy này, cái vùng đất đây là hồi xưa nó là đất cát hay sao anh? Không, đất mỡ gà. Đất mỡ gà ha. Rồi mình đất ở đâu mình lấy mình lên mua bự chà bá vậy? Múc ra dưới. Múc của dưới cái mương này. Múc hồi xưa múc cũng sâu chứ hay sao? Chứ không chín múc. Rồi xong rồi lên cái mua nào, hồi xưa lên cái mua này cũng cao, nó cao xong nó sụp rất lần phải không? Đúng rồi. Ừ. Số lượng ở đây anh trồng bao nhiêu cây? 500 cây. 500 cây. Rồi từ giờ đi sản phẩm của Hello Farm. Đúng rồi. Đấy. Rồi cơ bản là thấy được không? Cũng được, xài được với theo nha. Cười á, trong văn mà cười á. Coi giữa ngầu bên kia cười anh coi trồng lên TV cho bạn. Thì nói chung là trước khi mình chúng ta bước vào câu chuyện thì anh em mình cũng nói chuyện chút xíu để chúng ta hiểu hơn. Hồi xưa thì nói nhưng mà trồng cái sầu riêng này cực không? Cực khổ thôi chứ không? Khổ chứ. Ngầu nói chuyện nha, khổ. Cái được con cá là ở ngoài đây á nha, mấy anh chị hay cái chắc ở ngoài đây thì em đi cũng trên khúc trên kia họ trồng nhiều, cái khúc như này mình thì cũng ít hơn, ở dưới kia thì trồng nhiều hơn, chọn khúc riêng trên đây là ít. Đúng rồi. Nhưng mà xưa giờ là cứ cái tập quán của mình là trồng cái đào cái lỗ thiệt sâu, nhét cái cây xuống. Nhưng mà hồi xưa anh này là anh kiến thiết là cũng hay đấy, cũng đi học hỏi kinh nghiệm đồ này nọ chứ không phải dễ đâu. Phải không? 500 cây mà. Đúng rồi. Rồi ống nước thì bây giờ chắc anh cho là 3 ha. 3 cây. 3 cây. Thì cái điều kiện để làm gì làm nha anh, đừng có để mà nước nó vô đấy, cứ ở đây cho đủ nước là được rồi, đừng có để vô gốc nha. Thì giờ quay trở lại cái câu chuyện mà tỉa cành chút xíu ha, để đo độ pH là tí đọc dữ liệu coi. Tỉa cành chút xíu thì nó cũng có một số chỗ để chúng ta có thể là khắc phục. Mình làm đầu sầu riêng mình đừng có tiếc cành, nhưng mình cứ mình giữ cái cành nào mà mục đích của mình giữ, còn cái cành này mình đừng có tiếc ha, không có tiếc gì ở đó. Thì ở đây chúng ta tiến sát một chút xíu để chúng ta nắm cơ bản về cái vấn đề ở đây này nha. Thì mọi người có thể nhìn thấy này, đây thì chúng ta nhìn thấy hai cái cành này đang song song với nhau này, rõ anh camera thấy rõ không? Anh đứng ngay ở đây này anh thấy không? Đấy, đứng xa xa chút hành, đây đứng đây thấy không? Đấy, thì bây giờ chúng ta đang thấy này là hai cái cành này á là nó đang song song với nhau, thì thằng này lên thì bắt buộc thằng ở trên nó phải lên thôi, cái điều đương nhiên. Thì bây giờ á đây á là mình làm nhưng mà mình cũng còn tiếc, thật sự là mình đang còn tiếc cái cành ngoài. Thí dụ như bây giờ nha, mình nhát tay sao, mình nhát tay mình có thể bấm thấp xuống xíu này, đây mình bấm thấp xuống nó xíu để mình coi. Đấy, nó vẫn còn cao, mình thấy rất rõ nó vẫn còn cao, thì thằng này nó cao thì thằng trong nó phải cao thôi. Thì tất cả là nếu như mà thằng này mang trái được thì thằng này trong này mai mốt nó mang không được này, tại vì nó sẽ bị lắng. Mà người ta nói rằng nuôi cá thì không để đụng đuôi, mà trồng cây thì không để đụng cành, ngay cả trong cái cành của mình nó chạy. cưa cành này được không? Không, bây giờ cho ông cưa cái cành này thì sẽ quyết cho anh ăn được cái cành này, rồi để ăn luôn cái cành này không có cưa. Thì bây giờ chúng ta đi xuống nhà chúng ta vẫn thấy cao, ví dụ như vậy chúng ta bấm xuống cái nữa thử coi. Đó, nó vẫn còn cao, chúng ta vẫn thấy nó cao không? Thì bây giờ thâu rồi lỡ mình bấm tay đấy thì mọi người sẽ bắt đầu nhìn thấy liền, thấy nó thoáng ra liền, thấy không? Tiền nó sẽ nằm ở đây và ở đây nó sẽ không lên nữa, thì chúng ta bắt đầu dinh dưỡng nó sẽ dồn vào đây, nó đưa ra là nuôi cái cành này. Và khi cắt á là bà con anh em chúng ta nhớ cắt sát một chút để mai mốt á làm gì, nó tạo một cái lỗ, chúng ta cắt sát xong mình phun nấm bệnh là nó tạo, nó liền thẹo luôn, nó kéo cái da nó liền luôn nha. Nè, chúng ta cắt sát luôn, đừng có để mà nó trống ra này. Đấy, ta cắt cái này đôi khi nó cũng hơi cắt hơi quá tay là trước lúc trước, nhưng mà thâu cứ hết cơ đọt này nó ra. Thì bây giờ để mình rút cái kinh nghiệm này, để mình nhìn thấy cái cành này mình giữ đây, cành này mình cũng giữ được chứ nữa, tại sao mình phải đưa đây? Thì bây giờ thì thằng này nó đi ra đây rồi, êm rồi, giờ nó bung cái cơ đọt, sau này nó bung cây hai cây ba này, rồi nó bung cành cấp 2 thì nó bung ra là đây là êm rồi. Thì bây giờ chỗ này nó to, thì bây giờ chỗ này giờ anh kêu á hòn cái hút thuốc dữ quá, bớt hút thuốc nha bà con. Rồi
Thì bây giờ trong này này, bây giờ nếu như để cái cành đây nữa lên nữa thì trong này nó liếp sạch trọi. Thì mọi người đang nhìn thấy ở trong này nó liếp này đâu có ánh sáng đâu. Sầu riêng là phải cần cái có đủ ánh sáng. Đó, bây giờ trong này là ánh sáng nó không rọi vô đây là không có năng lượng cây, bắt đầu nó liếp tàn, nó liếp ở trong này nó liếp hết. Hầu xưa là đáng lẽ anh cắt từ sớm là cái mái cành này nó to này. Đúng rồi. Anh cắt cái cành này từ sớm này, cành này to này. Vậy thì bây giờ thằng này làm sao? Bây giờ cũng như cái chỗ mới nãy ban đầu ha. Giờ mình tiết, thấy không? Giờ mình cắt ngắn xuống chút, thử nó ra sao đã. Đấy, mình cắt ngắn ra thử ra sao. Tự nhiên mình thấy này, nó có độ thoáng liền. Và bây giờ ở chỗ đây này, anh thấy này. Ví dụ như anh muốn nuôi cái cành này, nuôi cành này. Bây giờ là anh bấm bỏ cành này. Nhưng bây giờ này này, thí dụ như vậy, anh bấm vậy ở trong kia nó cũng còn, nó còn cái độ xà xuống nữa. Nếu như mà anh để lên nó cao quá nó lắng thì giờ anh chặn ngay đây. Đây mình sẽ nhìn tầng nha. Mình sẽ nhìn theo tầng nha. Đây, đừng có tiếc. Đây mình sẽ nhìn theo tầng. Rồi. Đấy, thì bây giờ khi á, chị giải quyết được cái cành này rồi, thì giải quyết được cành này bây giờ bấm ngay đây. Đấy, ba là bỏ một chính giữa. Thì bây giờ mọi người thấy nè, cành này có nè, thậm chí á nếu như á mọi người á, thậm chí mà mọi người muốn cho cái cây nó có lực là bây giờ đây nè, mình đang thấy tàn đủ rồi không? Lấy cái băng keo đen á quấn hàng này vô thì trong tương lai là hàng này dính với nhau. Thì bây giờ anh thấy cành này chơi nữa anh lấy băng keo đen anh quấn chặt vô hai cái này là hàng này là một cành này, hàng này là một này. Bây giờ chúng ta đang thấy này 1 2 3 4 nó xìa tứ bên này là chúng ta giải quyết được cái vấn đề này. Còn ví dụ chúng ta để trống rau này thì hai cành này nó yếu, nó không có lực với nhau, tại vì ở đây mình đang cộng hưởng đại gia má không cho nó chung với nhau. Chứ nữa đúng rồi, hợp lý không? Hợp lý làm cái vuông chắc ra lại mất con gà rồi đấy. Đấy chỉ còn cái thêm cái nào giờ cái nào nữa, cái này bỏ hai cái đây nè, bỏ cây để dày. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, hai cái này cái chéo này lên để này, còn cái này thì cái này bỏ này à. Thì bây giờ cái cành này bỏ này, còn nếu mà muốn ăn theo cái kiểu ở như kia nữa thì mình cứ trồng vô nhau luôn cũng được, mình giữ hai nó chung ngược vô nhau. Nó chẳng mắc mắc gì hết á. Cái này này hai này nó cộng vô thì nó lực hơn. Đúng không? Ví dụ như mình cứ một bà giữa á thì hai một bà làm ít mà làm hai bà là hai bà làm nhiều hơn. Người ta nói cứ vợ về làm gì, cứ vợ về để làm ăn chứ làm gì. Thì đây nói đùa một chút xíu thôi, nhưng ví dụ như mình có thể cộng hưởng thì mình có thể cộng chung vô được, anh vẫn bình thường. Đấy. Là thấy không? Nếu cộng chung vô dài là ok này. Nhưng năm cái chỗ này nó lấy băng keo quấn vô là mai mốt da nó tự liền với nhau. Hai này nó cạy liền với nhau. Nếu có nhiều trường hợp thì anh có thể bấm bỏ, nhưng mà cái này ví dụ như sát cái nhà này mình cứ cộng hưởng vô bình thường sao hết. Chị thấy hợp lý không? Còn không hợp lý thì bấm. Vậy được cái chị cứ cộng vô là được rồi nha, cũng tùy theo cành. Còn đây này qua chỗ đây này chút này, cái này bấm bỏ với gì? Cái này nè, cái này nó sát quá, bỏ. Nếu anh bỏ, anh bỏ cái này nè à. Anh bỏ cái này mới đúng nè, tại cái này nó sát đất, nó xuống như mai mốt có mang trái nó xà xuống dưới quá, có đào anh lưu chùm cái trái dưới với lại này, bỏ là bỏ cành đây này. Đúng rồi. Đó, còn cành trên này anh có thể giữ được nè, cành này nó ok này. Rồi, còn chúng ta sẽ giải quyết qua cái cành đây nha, giải quyết cái cành đây. Cái cành này đang vê nữa, nếu chúng ta để cái hiện tượng này nó vê lên nữa, nó để hiện tượng này chúng ta vê lên nữa thì ở trên này sẽ bắt đầu liếp, bị liếp. Chết nữa, nó bị liếp nghe tới khắc lên. Thì bây giờ là bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta tìm mọi cách để giữ những cái cành đi ra đây. Chúng ta phải giữ mọi cách bằng cái cành đi ra, thì hàng này mà bấm bỏ nữa chắc tôi đi về luôn, tôi không dám mà hứa. Đấy thì bây giờ chúng ta bấm mọi giữ bằng mọi cách chúng ta giữ cái cành đi ra. Đúng không? Đấy, thì mọi người thấy này, bắt đầu chặn ra. Thì bây giờ nó sẽ đưa cái dinh dưỡng nó đi ra vào đây, nó ra ngoài hết. Sau này ví dụ như mấy cái cành này thì mình thấy mình có thể tiễn bỏ sau cũng được, nhưng giờ đủ cái đồ nuôi để nó nuôi đã. Đấy, chúng ta làm sao làm là nó cứ đi ra là được. Hồi xưa là anh cũng có mục đích chặn rồi nhá, chặn rồi cuối cùng nói chung nó cũng thẹo qua thẹo lại đó. Ok, thì cơ bản là chúng ta làm sao đừng có bị vê trở lên là được rồi, vậy thôi. Còn cái chỗ vui nha, em chỉ anh này cái vui á, anh lấy chừng 2 kg vui, anh pha cho 200 lít nước vô bung vô đá đó. Đúng rồi, vô đá này, vô đá anh pha cho 200 lít nước, anh lấy cái nước trong đó anh tưới. Còn một gọn như là bây giờ cái vui này nó vô tác dụng, anh ổn định được cái độ pH, anh sát trùng được, nhưng mà nó chai đất nghe. Cứ 2 kg vui mình pha cho 200 lít nước, mình cứ vòng nước mình vô nước vô á, nhưng mình cứ tưới khi nào nó hết không tưới nữa, tưới hoài nó không sao hết mà nó rẻ nữa.
2 kg là hai này. Anh cứ tưới tưới trời hết nước hết thôi anh bỏ vô tiếp, cứ 2 kg vô. Hả? Ờ đồ hát ok mà. Như cái cành này là phải bấm hết phải không? Đấy, thì bây giờ vậy. Nếu như mà mọi người anh chị em mà cứ để nó dày nó lên trên này á, trong kia đâu có điều kiện ra. Đúng rồi. Nó đâu có điều kiện ra. Trường hợp bất khả kháng lắm á, là mình mới giữ, trong kia nó không có gì mình mới giữ đây thôi. Chứ còn cái đây này, bây giờ dạ gì mình nhấp thử thôi nha, tiếc để tiếc rỉ là nhấp thử. Đấy. Đấy, thì chúng ta thấy nó vẫn còn cao nè. Cái này cũng bấm luôn. Ờ cái này cũng bấm luôn nè. Cái này đừng có tiếc. Đấy. Đấy đúng rồi. Đây, để bấm cao 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 một chút. Trời ơi. Em bấm mà. Đây luôn. Ờ để kéo thì kéo ra đúng không? Nhưng mà cái số lượng của mình nó nhiều quá ấy, em kéo. Không vừa kéo ra nên không bấm, ông biểu để mấy cái từ ở ngoài cho ông kéo ra. Kéo sao nổ mà kéo anh kéo kiểu gì? Định kéo mà. Kéo kiểu gì cái này mà kéo gì? Tét quét liền với kéo. Ông kêu là hết cái tầng ngoài để hết để cho ông kéo ra. Đây thì anh cắt như vậy thì cái thằng này nó mới có điều kiện nó ra. Cái này hồi xưa mà mình sửa từ mà cỡ 8 tháng, 12 tháng sửa rầu á mà em thấy tiếc quá trời mượn cái coi. Thấy tiếc quá. Em thấy tiếc quá đó. 4 tháng là em bấm rầu đó. Thấy trời đó mà chuyến đi em mới vừa ra cái. Bấm hết vậy đó mà ở ngoài nó là kêu bấm ổng kêu là thôi để là đi cho ổng kéo ra. Kéo thì với cái cành nào á mà nó có cái độ nó độ bằng. Còn cái nó dính lên giờ là kéo không được đâu. Cắt luôn cành bự vậy. Cành nào? Đâu cành nào? Cành này để cho anh sửa tan được mà anh cắt luôn, cắt nguyên cành bự. Đâu, không sao, để không, sửa để được cái đó được. Cành nó cắt hay để gì? Được bình thường. Ví dụ như thế nào nó so kỹ quá thì cột. Cái đây này, tính ra cái này anh cắt thấp xuống chỗ này một chút nữa là ngon nè, giữ cái đây, cắt giữ cái đây thâu nè, được nè. Còn để đây nó có điều kiện nó bung ra. Đấy. Rồi có điều kiện bung ra. Sao người ta kêu để cho tao ăn cái chữ V hả? Đây nè em giải thích cái anh kêu 45 độ để cho chữ đây. Thí dụ như cái cành này nè đang đi lên đây, chữ V thì anh giữ này. Cái này là ngon, cái này không ông nội tôi cái này không dám kéo nữa. Thì nó lên trên này nhưng mà ở chỗ đây á là mục đích của anh là làm cái gì? Mục đích của mình là để lấy trái. Cái chữ V đây là ok này nha. Cái đây là ok, chồng nó xà quá nó cũng xà ra đây không ok. Nhưng mà mục đích của mình á là lấy trái thì mai mốt anh làm trái đâu nó đậu chỗ đây. Thấy không? Đó, bấm lên trên luôn. Cái này là tại sao thằng này nó bị V này? Giờ tại sao thằng này bị V này? Phải thằng anh nó đi lên. Thì bây giờ thằng em nó giờ có chỗ nào nữa đâu rồi nó đi chứ không là bình thường hồi xưa nó đâm nách ra đâu. Cái đây nè anh bấm ngay đây luôn cũng được nè, ngay đây luôn. Đó. Đấy. Mà thằng này nó đi ra thì sau này cành nó ra là nó mang trái cấp 2 cấp 3 nó phân chia tàn ra đây. Đây anh cà rá trái không? Đây cà rá trái. Dạ. Cái này nó vẫn ra trái nhưng mà khó quản lý. Cái chéo cái độ chéo này. Cái độ chéo nó có nè, độ chéo nó có nè. Như cái thằng này. Cái thằng này á giờ anh cũng nó đang bao chéo là anh cũng giữ cái cành ra thôi. Bấm anh giữ cái cành ra thôi, bấm ngay ở đây cũng được anh. Ngay đây nè, giữ ngay đây. Đó đúng rồi, giữ cái cành ra thôi. Đấy, thì anh giữ vừa ra thì thằng này mai mốt nó có điều kiện nó phải bung ra. Phải không? Cái bây giờ cái này khỏi cắt cũng được, cái này nó từng nó có điều kiện độ trống nó bung ra liền này. Cái này mà em không cắt thì chết bữa nay về thấy ấy trời ơi. Sao thôi bỏ mấy ly nước để chai nước với bà sách cho nó nặng vậy. Không mà nó sum xê cũng là nhìn vô nó thích mắt. Đúng rồi. Nhìn vô thích mắt. Nhìn thích ghiền luôn. Nhìn vô thích mắt nhưng mà cái năng suất sau này của mình á không tỉa không sửa từ nhỏ là nó khó lắm. Độ pH đây mấy anh em. 6.5 không? Ok, độ pH. Độ kia là anh để cái giỏng rồi thôi mình bước qua hôm nay đi qua cầu. Đi ra một kia là cái thử đi luôn, đi luôn kìa. Em sợ chết yếu quá em không dám trồng nữa. Không dám trồng nữa. Đất cầu mây mông. Sợ gì? Hả? Sợ gì? Đất ở đây là trẻ là ok. Ờ. An là cắt rất ngọt.
đất ở đây khỏi nói độ pH cao. Đây này. Nè, em có mấy cái cây trong này là ăn trái rất ngon. À. Không có để ăn ăn ngọt kia lắm. Nhưng mà em sợ trái yếu đâu. Độ pH cao với hàm lượng lăng với kali nó ổn định, nó ổn định. Nó không em có mấy mất cân bằng dinh dưỡng, trái nó không có bị sượng nữa. Hồi trước kia em trồng rầu, mà không có nước tứ. Ờ, nên em bỏ. Nên bữa nay có mới có nước tứ em mới lồm lạ. Đất này của mình luôn hả? Hết của em 5 mẫu. 5 mẫu nữa. Cái để nhổ ra. Nhổ rồi. Có. Để đâu đi trong kia nữa ha. Trong để qua sườn đi nhỏ rồi đó. Đây. Rồi. Ôi, cái video nhỏ nhỏ này chia sẻ vậy chút xíu nữa mình vô mình chụp mấy tấm hình chung nghe cho điếu thuốc làm